Chợ phiên các bạn, chúng ta đang đứng ở chợ Bắc Hà nhé, giữa tháng 7, ngày 15 tháng 7 2023. Đấy, chợ hôm nay thì rất là ít trâu. Chỗ này rất là thưa này các bạn này, mọi hôm thì rất là nhiều. Và người ta buộc, người ta bán, người ta mua xong người ta buộc ở kia cũng khá là nhiều. Nhưng mà từ tuần trước với tuần này thì rất là ít. Thì là nguyên nhân thì là các bạn biết đấy, trâu bây giờ là cũng ế, không có đầu ra và Trung Quốc cũng không thu mua nên bán rất là chậm. Và trâu ở trên Bắc Hà bán ấy, chủ yếu là các thương lái ở các vùng dưới người ta lên đây mua, vì là trâu ở trên này thì chất lượng hơn so với trâu ở dưới dưới gọi là khu vực ở dưới đấy. Trâu ở trên này đa số là người ta cũng chăn cỏ này, ví dụ là người ta ở nhốt ở nhà ấy, thì là người ta cũng vác cỏ về cho nó ăn ở trong chuồng. Còn ở dưới đấy thì là người ta có khả năng là có một số, mình không nói hoàn toàn là toàn bộ, nhưng mà có một số trang trại người ta cho ăn cỏ và ăn cám như kiểu vỗ béo ấy, thì chất lượng nó sẽ không như ở trên này. Vì thế mà các thương lái ở miền xuôi người ta hay lên đây để mua những con trâu, mặc dù có những con trâu rất là gầy nhưng mà người ta vẫn thích mua bởi vì cái chất lượng thương phẩm của nó khá là tốt. Và bây giờ thì mời các bạn đi xem chợ trâu ngày hôm nay của chúng ta nhé, giữa tháng 7 nhé các bạn nhé. Ở trên này thì cũng có một số con trâu, người ta vì trời mưa người ta đứng ở những con dốc này cho nó mát này, cho nó thoát nước. Hình như người ta đang xem một con trâu to ở trên này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn đi xem nhé các bạn nhé. Ôi con này to nhỉ, con này cực béo các bạn. Ôi trời ơi, béo chưa. Béo kinh khủng. Bác con này mua nhà là bác con mua nhà, bác con tất cả lấy bao nhiêu đấy, bác con lấy bao nhiêu đấy, tính cả ba con luôn. Bác con lấy cả ba con à. Sợ nhỉ. Thế bữa cho 1 triệu này. Cháu nói rằng cháu mua con này, cháu thích cháu mua đấy chứ. Đấy, cháu mẹ nó bớt cho 1 triệu đấy. Nó bảo là bớt cho 1 triệu đó là cần dây chứ là nó có tỉnh trí không? Nói à? Con thích con trâu thì cháu mua, đắt đắt cho mua mẹ. Thế rồi. Con thế ông 5 7 triệu ông bán lấy rồi. Người ta đang xem một con trâu cực to các bạn, to nhất chợ ngày hôm nay, béo. Con này 59. Mình bảo đảm là ngày hôm nay là có 2 con trâu to nhất chợ, con này và con này các bạn, 2 con trâu to nhất chợ ngày hôm nay. Đây con này. Đấy, chân tay to cổ u bạn. Đây không có cân, Đây. đây không có cân, Bắc Hà không có cân. Trở về dưới cái cân. Bán theo cân à? Lâu lâu chưa thấy ai bán theo cân nhỉ. Ba con lấy bao nhiêu tiền này? Ba con này. Ba con á? Đúng không? 180. Đó. 6 6 3 18. Tí nữa mình sẽ quay chi tiết cụ thể cho các bạn xem con này nhé. Con này đứng ở đây nó hơi chật nên quay nó chưa rõ, nhưng mà nó cực béo các bạn. Con này không biết là rơi vào bao nhiêu tạ. Ui con này chứ. Con này 8 tạ nhỉ. Úi trời ơi, to lắm các bạn. Con này có người trả 57 chưa bán. Chắc là 59 à. Người ta đang trả là 57 nhưng mà bác ấy không bán. Bác đang mong muốn với giá là 59 triệu các bạn. Cực to. Đấy. Ngày xưa con này chắc là phải rơi vào
90 triệu đến 100 triệu ạ. Nhưng mà bây giờ thì được có 57, 58 triệu. To thật đấy các bạn. Đây, mình sẽ lên đây quay trực tiếp cho bạn xem. Chú ơi! To nhỉ anh? Lâu lâu mới thấy con to này. Con này phải 8 tạ nhỉ? 59 triệu. Người ta đang giá chốt rồi đấy, mong muốn chốt đấy. Chắc là phải báo hơn nhưng mà có người trả 57 rồi chưa bán. 58 chưa bán, chắc là 59 rồi. 80. Vâng đúng rồi, con này ngày xưa 80 triệu đến 90 triệu. Đúng là lâu lâu mới thấy một con trâu to này các bạn. Khoảng mấy tháng đổ này đây mới thấy một con trâu to này. Nói chung là những con to mà rơi vào 6 tạ mới 7 tạ thì gặp rất là nhiều. Và những con trâu 8 tạ thì rất là ít các bạn. Đấy, người ta đi xem rất là nhiều nhé các bạn nhé. Mình lên đây mình quay cụ thể cho các bạn xem. Trời ơi. Đây này các bạn này. Các bạn có thể từ trước lâu lắm mới gặp những con này các bác nhỉ. Con này hôm nay chắc là được con này là nhất bảng. Nhất bảng rồi. Trong vòng một tháng nay cũng có con nào to đâu. À mấy con gầy gầy đợt trước to thì không tính. Nhưng mà nó to béo như này con này thì ít gặp bác nhỉ. Nhìn cái ức của nó kìa. Cái ức nó béo. Cái này mới gọi là trâu đèo. Vai dày, cổ u. Con này 8 tạ hơi không bác? Chắc phải được nhỉ. Hơn 8 tạ. To các bạn. Đẹp trâu. Nói chung là ngoại hình con này và con này ngoại hình cân đối mà các bạn, đẹp trâu. Nó béo vậy mà nưng nó cũng không võng lắm nhỉ, nó cũng bình bình. Nhiều con nó béo xong nưng nó sệ xuống. Nhưng mà con này thì người ta đang xem các bạn, đợi tí nhé. Tôi bảo ông mất bao nhiêu? Không, để xem nó lấy cả lô thì ông bảo thế là bây giờ ông lại bảo không bán cho không lấy đâu. Chắc mua này. Tranh nhau mua con đẹp vậy. Lấy con này này. Giờ từ từ nha các bạn nhé. Ở nhà bác, nguyên nhà bác có 3 con trâu cực to các bạn đây. Không. Trâu đẹp nhanh nhau mua. Hôm này cháu mua, hôm này tranh nhau mua. Kinh nhà kiếm đâu được 3 con trâu to nha bạn. Trời. Đây con kia cũng to. Mấy con này chắc nó phải trên con kia thì trên đầu dưới đầu 6 một tí. Chắc con này mấy con này cũng dưới đầu 6 một tí các bạn. Mấy bác này đang tranh nhau mua các bạn, đông lắm. Trâu đẹp người ta chắc là mua người ta. Cái trâu khung cái form sừng nó cũng đẹp ạ. Ừ đẹp mà, đẹp. Con này đẹp quá, chắc thịt. Con này mà không lên truyền hình thì phí các bạn. Bỏ qua một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Chắc là con này nhỏ nhất đây nhỉ. Con kia là to nhất các bạn. Cái con kia, cái con bác đang cầm. Đây là cùng một chủ nhá các bạn nhé. Cùng một chủ. Con kia là người ta dắt xong rồi. Đẹp thật đấy. Đây mình quay lại hai con này cho các bạn xem nhé. Nói chung là bây giờ thì người ta đang đổ đồng 3 con là 60 triệu hết. Đang đổ đồng là tầm 60 triệu hết các bạn. Đấy. Con này thì nói chung là nhỏ. So với 3 con kia thì con này nhỏ hơn một tí. Con này thì người ta đang báo giá là 58 triệu. Thôi mình ra đây mình quay cho các bạn xem. Đây. To thật. Đấy, sừng kìa các bạn nhỉ. Con này non trâu hơn con này. Con này đắt hơn tí đấy nhỉ. Nhau hết họ báo bằng nhau á? 58 à? 60.
Con này to mà có bé đâu. Chú gọi là báo 60 người ta xả xuống là vừa tầm 57-58. Chứ báo tròn. Ai là báo tròn được. Vâng. Ba con trâu đẹp nhất chợ. Mí lội Yên Bái lên rồi. À. Mí lội đến đây gần đâu. À. À, cái con lúc đầu là đứng đầu bảng nhá, sau đến con này các bạn, xong đến con này. Đấy, con này thì nó đỏ hơn một tí nhưng mà nhìn con này nó đẹp. Đấy, con kia to, con này thứ nhì nhá các bạn nhé. Cái con lúc đầu mình quay cho các bạn là con to ấy. Đấy, con đấy đứng thứ nhất, sau đấy con này và con này là con cuối cùng. Đấy, ba con này bán đi cứ gọi là 53-15, 55-25, 175 nhá, cứ gọi là 170 triệu. Úi trời ơi. À. Ba con trâu đẹp nhất chợ ngày hôm nay các bạn, to nữa chứ. Đấy. Con nhỏ nhất thì nó cũng rơi vào tầm 7 tạ, hơn 7 tạ nhỉ. Con này chỉ chắc chỉ hơn nữa. À. Có dưới kia lúc to 8 tạ. 8 tạ thôi nhỉ. Đấy. To. Con này có không kém con này sao đâu. Nhưng mà con này được thịt nó ngon, chắc chắc thịt. Mà con này nếu mà đi ấy nó không phóc trâu. Con này nó cứ quý đầu. Con này tao á. Cái hai con dành nhau. Trâu rẻ đây. Trâu rẻ đây. Còn đẹp. Hôm qua mà có xe là cái con đợt trước ông quay ở đầu bên kia còn nhớ không? Tít tận năm ngoái cơ. Ờ biết có cuối ngay năm có ai mua ở đầu đấy thì. Con đấy cao ấy. Thế giờ nó to chưa ạ? Ôi con đấy bây giờ hôm qua nó định mang ra chợ nhưng mà thành ra là không mang được. Con đấy phải to hơn con kia nhiều. À, con kia là trước nó gầy nhỉ? Cái con quay nó gầy. Không to bằng con ở nhà đâu. Vẫn còn con hai con to nữa à? Cao 1 mét bao nhiêu? Cao nhất chợ, to nhất, dài nhất. Hai cái con sừng rộng cái gì? À con đấy chỉ khung thôi, làm gì mà ấy. Con đấy không béo. À cái con đợt trước ở đầu này gì? Ừ, con đấy chưa bằng. Con đấy cũng bằng. Một sải tay của cháu này này. Con nhà cháu ấy nó chỉ bằng chỗ này đây đây thôi. Cao 1m6 mấy, 62 cơ mà. 8 này, 8 7 5 6. Cháu ấy, cháu à, với một thằng bạn cháu. Cái con khung ấy cháu biết rồi. Cái con của cô này con khung, con ấy gầy chỉ được cái khung cao to thôi. Chứ nó không phải béo như dòng này. Con ấy như kiểu đột biến nó về to phải khung. Cái sừng của nó đẹp thôi, nằm cảnh ấy, chứ không phải dòng châu chọi. Đấy, sừng đẹp thì ít ra phải, nó phải tạm tạm như này. Nó chưa đẹp hẳn nhưng mà ít nhất cái form của nó cũng như này. Hai chân sau nó thấp. Không ra dáng trâu. Về làm thương phẩm đấy chứ. Đấy, dắt con trâu cũng khổ các bạn. Đấy, mình thấy cô đi lại, đi lại. Chắc là tốn mấy bát phở vì dắt con trâu này quá. Con này còn to, con kia. Vất ở nhà về quá mồ hôi ấy. Vâng. Chạy như con ngựa luôn. Không có người đúng không? Đấy, mỗi người một con này dắt nó khổ rồi. Nếu có trâu cặp hoặc là trâu nhỏ nhỏ thì dắt 2-3 con được. Nhưng mà một con trâu to mà dắt thêm một con trâu nữa thì khá là vất vả các bạn. À, rồi ok các bạn nhé. Vừa nãy chúng ta quan sát một con trâu to đầu tiên. Và sau đó là đến con này con thứ nhì và con này nói chung là những con trâu này người ta báo là 60 triệu. Đấy, có người thì trả 57, 58, 59 rồi. Còn chưa bán các bạn. Những con trâu đẹp nhất chợ. À, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tham khảo một số con trâu con bò khác nha các bạn nhé. Không biết con trâu kia bác trai bác dắt đi đâu. À, họ mua được đấy bác. À, họ mua được. À, mua được 58 triệu 500. À đúng rồi, chốt là 59 nhưng mà bớt cho 500. Ờ, con đấy bán này, con đấy bán này. Hóa ra là coi con bác trai bác dắt xuống là bán này. Con đấy béo nhất chợ. Mình thì đang dự đoán nó rơi vào chắc phải trên 8 tạ, 8 tạ 3 đấy các bạn. Con đấy tám à. Ui đây đây các bạn nhìn này, bác cầm cái cục tiền chưa? Ở con trâu to. Đấy, bác vừa bán con đấy là 58 triệu 500 các bạn.
Ở đây cũng có một con trâu có cặp sừng, form sừng cũng khá là đẹp này. Đấy. Form trâu móc các bạn. À, đây cũng có một con trâu form sừng khá là đẹp này. Người ta đang báo là 47. Đấy, con nào cao nhất hôm nay là chắc chắn là được với giá là 58.500.000 rồi. Thì không là con nào vượt con đấy được các bạn. Cái con vừa lấy ấy, là chắc chắn là không con nào vượt được con đấy. Lâu lắm mới thấy một con trâu to trên 8 tạ như vậy các bạn. Từ trước đây, cách đây 1 tháng hoặc là 2 tháng ấy, là chúng ta chỉ gặp những con trâu 6 tạ rưỡi đến 7 tạ thôi. Còn hôm nay chắc chắn là con trâu béo lúc đầu con đấy phải trên, con đấy phải 8 tạ 3. Khá là to mẹ, đẹp các bạn. Con đấy bán không? Đấy, con này người ta đang báo là 47.000.000. Con này đứng ở dốc rất là khó nhìn các bạn. Ồ, con này làm gì, con này được 6 tạ không nhỉ? Nó đứng ở dốc, mình không có kinh nghiệm nhìn ở dốc lắm các bạn, nhìn nó khó khó. Đấy, con này bác ấy báo là 47, 48. Khoảng bao nhiêu tạ hơi được nhỉ con này? Đến 6 tạ không bác? Tạ mút. Bây giờ tao chụp. Bây giờ chụp. Tao lọc cho tao mua được. Nha, xong nha. Ra bên kia. Người ta bắt vui rồi các bạn chứ. Bắt tay chơi thôi, trêu vậy. Chắc người quen. Nhiều khi người ta quen người ta trêu đùa các bạn. Mình này. Con này là con này chắc là 6 tạ thôi các bạn. Theo như mình đoán là con này rơi vào tầm 6 tạ. Đấy, bác đang báo giá cho khách là 47, 48 triệu. Đấy, chính tỏ là 6, 6, 8, 4, 8 là người ta nhân với giá 80 hơi các bạn. Đấy, hôm nay báo cũng khá là cao. Chúng ta sẽ đi theo bác này một tí nhé các bạn nhé. Ao làng anh ạ. Ao làng, ao làng. Ao ở trong làng thôi. À phải vỗ này nó mới đi. Chúng ta sẽ đi cùng bác xem con này chứ. Vâng. Bán được bao nhiêu con này? Em có phải dân tuyên truyền đâu. Em không phải bên đoàn tuyên truyền nhá. Chỗ này mày bảo 20 nhá. Vâng. Đấy, dắt lên đây nhìn cho nó rõ các bạn. Ở dưới kia nó cứ đứng dốc ấy, nhìn nó khó. Nhìn cho nó chuẩn. Con này có form sừng đẹp. Còn là cái form. Cái form sừng đẹp này. Con này khoảng mấy tạ này bác? Bác đoán hay mấy tạ hơi? Bốn tạ rồi á?
4 tạ thôi á. Hơn chứ. Hơn thì bằng đi cân. Con này chắc phải 5 tạ 8, 5 tạ 6 ấy. Ừ, chưa đến 5 tạ 6 mới chơi. Chơi 20. Chỉ tỏ nhiều người đoán khác nhau giờ, không biết ai và ai như thế nào. Có cân hơi nhỉ, hôm nào mình đầu tư cái cân hơi để cho các bác cân. Cứ lấy 20.000 một lần cân. Nhưng nó tàu lúc tàu không. Bao nhiêu mà nó nét giá cho nó. Tàu lúc tàu không. Nét giá, anh tả nét giá bao nhiêu chứ? 42 triệu. Không phải đâu. Tại cây do anh. 46 triệu một tài bọn. Đúng đó. Ủi sao triệu giả dạ. Được thì nhà ta đi làm thích. 46 triệu. 42 triệu. Lệch 4 triệu nữa. Ai, càng. Chịt đôi đi, chịt đôi 4 triệu kia đi. Chặt tiếp. Con này thì gọi là trâu tầm trung, cũng khá là đẹp, ngoại hình cân đối. Người ta đang báo là 48 triệu và giá mong muốn chốt là 46 triệu. Còn người mua thì đang trả về giá là 42 triệu các bạn. Con này thì được cái form sừng của nó khá là đẹp các bạn. Mình cũng rất là thích cái form sừng này. Nói chung là chợ phiên Bắc Hà diễn ra vào sáng thứ bảy hàng tuần nhé mọi người nhé. Hôm nay rất là vui khi đi quay được ba con trâu to, cực to các bạn. Ba con trâu béo nhất chợ ngày hôm nay đã một con đã bán được với giá là 58.500.000 các bạn. Đấy, một em trâu đẹp. Đấy, lâu lâu gặp một em béo như vậy. Ở đây có một em trâu trắng. Chắc. Có một cái trâu trắng có cái sừng trâu trắng các bạn. Không biết là con này người ta báo bao nhiêu mình chưa, vừa người ta báo giá là mình lại quên mất. Một em trâu trắng các bạn. Con này được mấy tạ hơi được nhỉ? Mình đang đoán xem con trâu trắng được mấy tạ hơi các bạn. Con này chắc là 5 tạ thôi nhỉ? Chắc là chưa được 5 tạ, xích soát 5 tạ thôi. 5, 7, 3, 5. 5840. Người ta cũng phải báo dao động từ 35 triệu và đến 38 triệu. Đấy, một em trâu trắng nhé các bạn nhé. Con này mình nghĩ là chỉ rơi vào trên 5 tạ một tí thôi. Đấy, 5735. Người ta kiểu gì cũng báo là tầm 36 37 triệu đấy. Và căng là 40. Người ta vừa báo rồi mình lại quên mất nên không nghe rõ các bạn, nên người ta đi mất rồi nên không quay được cho bạn xem. Mà con đấy thì kiểu gì nữa phải từ 35 triệu đổ lên các bạn. Ở khu vực này cũng có vài con trâu trắng này. Ở đây có một con bê còi nhỉ. Đây. Bê bò ta các bạn. Ở trên mình toàn bò ta, bò cỏ ấy, người ta gọi là bò cỏ. Mình nghe ấy rồi. Con đấy người ta báo là hình như là 38, có người trả 36 chứ bà. Con này 9 triệu không anh? 11 triệu à? Bỏ ta nhé các bạn nhé, anh ấy mua 11 triệu. Đây. Mua rồi 11 triệu con này. Làm mổ anh. Làm rau ăn. Ý bảo trâu bò rẻ như rau ấy. 11 triệu. Con này cao ráo chưa béo. Đấy, khu vực ở dưới kia là chợ trâu nhá. Bây giờ thì Tây Bắc sẽ xuống quay tiếp.
Nhưng mà hẹn các bạn ở video sau. Video này thì có lẽ là Tây Bắc xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đấy, chúc mọi người xem video vui vẻ và hẹn những clip tiếp theo ở trên kênh nhé.